Thông tin thêm về vụ tai nạn của ca nương nhí Đặng Tú Thành. Như tin đã đưa vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, ca nương Đặng Tú Thành sinh năm 2009, trú tại Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, người được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục năm 2016, nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất, đã tử vong trong một tai nạn giao thông ở Hải Phòng. Trước đó, vào ngày 1 tháng 7, Công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng nhận tin báo vụ tai nạn xảy ra trên đường ven biển Hải Phòng, Thái Bình, đoạn qua địa phận phường Minh Đức, thuộc quận Đồ Sơn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận vụ va chạm giữa chiếc Mazda trắng mang biển số 15A59004 với một xe máy loại dưới 50cc. Tại hiện trường vụ tai nạn khiến ca nương Đặng Tú Thanh tử vong. Vụ va chạm mạnh khiến Đặng Tú Thanh tử vong vì đã chấn thương, mất nhiều máu. Chị gái của em là Đặng Tú Uyên, sinh năm 2006, bị thương nặng, được đưa đến Hà Nội cấp cứu. Đầu ô tô Mazda biển kiểm soát 15A59004 cũng như ẩm nặng phía bên ghế phải. Được biết Đặng Tú Thanh được coi là hiện tượng khi tham gia loạt game show truyền hình như Hiện Tại Tí Hon, Người Hùng Tí Hon, Gương Mặt Thân Quen nhí, với diễn sướng tự tin nhiều môn nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, sẩm, được người hâm mộ cả nước đánh giá cao. Năm 2016, khi mới 7 tuổi, Đặng Tú Thanh được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam nhỏ tuổi nhất nước. Những năm gần đây, Tú Thanh được bố mẹ cho học thêm về cách hát dân ca, hạn chế biểu diễn ở các sự kiện mang tính thương mại, chủ yếu tham gia vào biểu diễn nghệ thuật ở địa phương, nhất là các chương trình từ thiện. Trước khi tai nạn, Đặng Tú Thanh là học sinh lớp 8 B10 trường phổ thông trung học, trường phổ thông cơ sở Ngô Quyền, Hải Phòng, được đánh giá là một học sinh ngoan, lớp trưởng gương mẫu, trách nhiệm, được thầy cô và các bạn bè yêu mến. Theo lãnh đạo công an quận Đồ Sơn, nơi xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường thuộc dự án đường bộ ven biển Hải Phòng, Thái Bình, với chiều rộng 24 m, mới làm xong lớp nhựa mặt đường, chưa được lưu thông chính thức. Khu vực này thực tế là công trường đang thi công, chưa có đèn tín hiệu giao thông, biển hướng dẫn, cảnh báo, có nhiều chướng ngại vật, nhất là rào chắn cứng bằng bê tông chưa được sắp đặt theo trật tự. Tuy nhiên, theo một cán bộ thuộc dự án trên, do tuyến đường qua khu vực dân cư đông đúc, có nhiều đường dân sinh cắt ngang trên không gian rộng nên đơn vị thi công không kiểm soát hết. Hàng ngày có nhiều người qua phương tiện tự phát đi lại trên tuyến đường này. Trao đổi với phóng viên tại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Minh Đức cho biết, tuyến đường ven biển từng xảy ra vụ tai nạn và có người tử vong. Tú Thanh không phải nạn nhân duy nhất tử vong khi giao thông trên cung đường này. Đặc biệt, từ đường dân sinh ra tuyến đường ven biển chênh lệch cao độ che khuất tầm nhìn rất nguy hiểm. Chính vì vậy, địa phương đã từng đề xuất các cơ quan chức năng dựng rào chắn cấm hoàn toàn phương tiện vào công trường để đảm bảo an toàn. Trở lại với vụ tai nạn, ngày 2 tháng 7, nạn nhân Đặng Tú Thanh đã được an táng theo phong tục địa phương trong nối tiếp thương vô hạn của rất đông người thân, người dân, thầy cô và bạn bè. Bố mẹ Đặng Tú Thanh hiện đang làm việc tại nước ngoài, biết tin các con gái gặp tai nạn nhưng không về kịp. Còn nạn nhân Đặng Tú Yên hiện được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, đã hội tỉnh nhưng chưa thông báo về cái chết của em gái. À, chị gái Tú Thanh hiện đang nằm viện cũng chưa biết tin em gái Tú Thanh đã qua đời. Thì theo thông tin thì ngày xảy ra tai nạn giao thông, Tú Yên 18 tuổi đèo em gái Tú Thanh và bất ngờ va chạm với ô tô 5 chỗ. Tú Thanh ngã ra đường tử vong vì chấn thương nặng. Tú Yên được đưa đi cấp cứu, chấn thương đầu, gãy xương chân và xương khớp háng, hiện nằm điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. Theo anh Thúng, cho đến ngày 3 tháng 7, tình hình sức khỏe của Tú Uyên đã dần ổn định, nhưng vì lo cho sức khỏe tinh thần của Uyên nên gia đình vẫn chưa thông báo thông tin cho em. Bố và mẹ Tú Thanh cố gắng sắp xếp công việc về với con gái.
Theo chị Ngọc Thơ, bạn học của bố Ca Nương Nhí, cho biết hai bố mẹ Tú Thanh sang Victoria làm việc được mấy tháng nay. Hai con gái ở nhà cùng ông bà nội, họ hàng chăm sóc. Trên trang cá nhân, chị Thanh Huế, mẹ của Tú Thanh, thay mặt gia đình và nói lời cảm tạ. Con gái của con là Đặng Tú Thanh, pháp danh Diệu Ngọc. Con đã tạm biệt khỏi xa bà để đến với An Lạc trong hai ngày nữa và vợ chồng chúng con không về kịp để lo tang lễ cho cháu. Nhưng con gái yêu quý đã được sự yêu thương của quý thầy, quý ngành, quý ông bà, cô bác, anh chị em nội ngoại hai bên. Bà con lối xóm cùng quý Phật tử gần xa đã thương nhớ và trợ duyên để con được về cảnh giới thanh tịnh hơn. Nay công việc đã chu toàn, gia đình con có bao nhiêu lời cảm ơn cũng không nói hết được tình yêu mà gia đình lớn dành cho con. Con nghĩ biết xin chi ăn và niệm ăn. Một người bác thân thiết với Tú Thanh gửi lời tiễn đưa con ra đi an bình. Bác tin chắc rằng những gì con đã cống hiến và thành tựu được, con đã trả hết nợ tội phần này. Con sẽ đến một nơi mà chỉ có bình an và hạnh phúc thôi nhé. Những gì dang dở con ước mơ con như đã viễn mãn. Cái hôm cuối cùng là tối qua con nghĩ, không thể tin vào tai mắt của mình nữa con ơi. Con sẽ giúp Uyên có đủ nghị lực vượt qua lúc này nhé. Bác rất tin con thông cảm nhé. Nỗi đau rồi cũng phải qua, con tự biết con đường con đi rồi đó. Cứ như vậy mà đi thôi, Phật sẽ đón con về nước của Ngài, thông dông phương trời ngoại nhé con yêu. Chia sẻ cuối cùng của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 15. Khán giả bày tỏ sự đau xót trên trang cá nhân của Tú Thanh khi nghe tin ca nương nhỏ tuổi Việt Nam qua đời vì tai nạn giao thông. Ca nương Tú Thanh qua đời ở tuổi 15 do tai nạn giao thông ngày 1 tháng 7 khiến khán giả bàng hoàng xót xa. Trên trang cá nhân của Tú Thanh, nhiều người gửi lời tiễn biệt, mong ca nương yên tâm an nghỉ. Bạn Trần Phương Thảo viết, có lẽ em chỉ được ở trọ tại Trần Giang tới đây thôi, yên nghỉ em nhé, mọi người sẽ nhớ em rất nhiều. Tài khoản Công Nguyễn để lại dòng thơ, chờ em. Nhi Phẩm Mỹ, Tài, Thanh, Phách, Phách, Một, Ngoài Thế Gian, Người Đi Khuất, Buổi, Tuổi Trần, Câu Trù U Oán, Ngút Ngàn, Cao Xanh, Điện Chèo, Lời Sẩm, Mong Manh, Dẫu Thanh Mà, Tú, Cô Thành, Hoàng Âm. Sáng ngày 2 tháng 7, nhiều chư tôn đức tăng ni ở các chùa ở Hải Phòng đã đến nhà của gia đình Tú Thanh làm lễ cầu nguyện cho ca nương nhí sống số được vãng sinh. 3 ngày trước, ngày xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam có những lời tâm sự trên trang cá nhân. Con xin tri ân quý thầy dạy cho chúng con nhiều bài học hay trong khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm, chùa Vẽ. Con cũng xin cảm ơn đến các bà, các mẹ cùng các anh chị, chúng trưởng, chúng phó đã vất vả chăm lo cho chúng con để chúng con có khóa tu học vui vẻ và bổ ích. Kết thúc chuyến đi với bao sự nuối tiếc, tạm biệt khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm 2023. Ai biết đây là những lời chia sẻ cuối cùng của Tú Thanh với người thân, bạn bè và khán giả yêu mến ca nương. Tú Thanh mộ đạo Phật và thường tham gia biểu diễn văn nghệ ở chùa mừng, đại lễ Phật đản, U Lan hay các chương trình từ thiện. Cô bé vừa tham gia khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm lần thứ từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 tại chùa Vẽ Hoa Linh Cổ Tự. Kết thúc khóa tu, ca nương nhí được trao giải Hoa Khôi và Tài Năng trong cuộc thi sắc nét đẹp chùa Vẽ. Theo thông tin, chị gái của Tú Thanh hiện đã qua cơn nguy kịch và đang nằm bệnh viện tại Hà Nội, thì gia đình cũng đang giấu không cho chị gái của Tú Thanh biết để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì kênh Cuộc Sống Việt Nam 78 gửi đến cho cô chú anh chị cũng như các bạn xem những cái video cũng như cái tin tức hàng ngày gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Sau đây thì kênh sẽ gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem những cái hình ảnh cuối cùng của ca nương Tú Thanh. À,
video đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và xem video.